một hai ba à. Xuống hả? Gì xuống hả? Gì chứ mới chưa được á, mười giây gì xuống rồi, từ từ rồi xuống. Chưa gì cái mẹ xuống. Ừ, lạnh quá. Đi đâu? Trời ơi, đi mà không coi ngó đường xa. Đi đâu? Coi chừng có đường đạp cho Dũng Sinh kìa. Cái con chay này nó đi đâu không á? Cái gì? Đi đâu? Đi tới cái đi tới căn nhà đó đó, nó kêu. Ờ nước phải né. Kiếm cái đường nào khô khô đi. Ừ, té dơ đó, đúng rồi. Đi đường này nè. Ok, ok. Ăn kem xong hơi dơ cái áo luôn rồi đó. Wow. Đi đâu? Ồ, ghê ghê, đúng rồi, ui, ghê ghê. Ủa, ghê ghê đó. Đi đâu? Đó, có mấy anh kìa. Đó, ghê ghê đó. Ê, con tự lên đi mẹ đi. Ê, con ngồi đằng sau, con đi trước đi, mẹ đi sau. Nắm tay mẹ làm chi vậy? Tự đi đi. Đi, còn sự giúp đỡ nữa. Đó, leo lên cho tới đây. Cái tay chay, cái tay mẹ quay phim cho con là bây giờ cái tay mẹ lạnh cứng rồi, nó ngay chay nha. Đi đâu? Mẹ xuống. Xuống đi, đi xuống. Rồi thấy lên đây không có gì rồi, đi xuống ha. Mẹ làm bông. Bồng con xuống hả? Con làm biến không? Có cái thứ làm biến không? Con nói mẹ ơi. Mẹ. Khoanh tay lại. À, xin lỗi. À, xin lỗi. Có lại gì rồi, xin lỗi. Mẹ bồng con xuống nha. Mẹ bồng con xuống nha. Xuống đâu? Ờ, bồng khoanh tay lại. À, xin lỗi. À, xin lỗi. Cái đó là cái gì mẹ cũng không biết luôn á trời ơi. Cái này là gì mẹ cũng không biết luôn á. Còn nãy mẹ bồng con xuống, con có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Đi, đi. Ờ, là cái nhà kia phải không? Xong cái nhà này đi về nha. Không mẹ. Không về. Ờ, mẹ đi mẹ, đi. Đi này nè, đi đường này, đường này, đường này. Ok. Ok, ok. Theo chỗ mẹ này. Đúng rồi. Ủa, cái bước nó bị gãy rồi hả? Lên đi, lên đi. Bước ra nặng quá, lên bước lên gãy nó bước luôn rồi. Ừ, lạnh không? Dạ. Rồi. Con đi đi, mẹ ngồi đây chứ mẹ chui vô trong là mẹ dính lắm luôn á. Mẹ đi không được, mẹ ngồi đấy đưa. Khom khom nha, chứ để trúng đầu nha. Khom khom xuống, đúng rồi. Rồi, cái anh kia. Anh kia anh hello kìa. Rồi chưa? Quay đầu là bà đi. Rồi quay đầu là bà. Chạy đi. Yeah. Rồi ok. Oops. Con đi đi cho anh đi, lẹ lên. Yeah, giỏi quá. Good job. Good job kìa, nó good job kìa. Rồi xuống. Nửa nửa gì? Đi xuống đây nè. Xuống đây nè. Đi. Đây mày cõng xuống, này mày cõng xuống. Để cõng.
xuống. Thôi mẹ cõng xuống. Xuống. Ủa, mẹ xuống rồi con, mẹ lên mẹ cõng xuống. Mẹ xuống. À mẹ xuống rồi, thôi con tự xuống phải không? Rồi. Tự xuống cẩn thận nha. Rồi tôi cõng nó xuống, nó còn không chịu. Thôi lẹ đi nè. Chừng té nè. Nha, yeah, thấy chưa? Just go down kìa. Đi xuống đi kìa. Anh đó anh đuổi xuống kìa. À, nó be careful, nó cẩn thận kìa, thấy chưa? Nó dễ thương ghê không? À, coi chừng nha, cẩn thận nha, bước cuối cùng đó, bước cuối cùng đó. Yay, giỏi quá. Yay, high five. Boom, rồi đi lại, đi đây đây đi về. Nửa gì thôi đi về. Bây giờ để mẹ mở cửa. Ủa gì đã tan nữa rồi. Mày mở cửa cho con gặp Lucky nha. Wow. Ê, hello Lucky. Tại sao bắt kêu em? Ừ. Tại sao? Bắt kêu. Ừ, không biết được nói gì hết. Cảm ơn. Hỏi tại sao em lại tính ra khỏi đây? Bác cô chú hỏi lâu lâu quá. Bác nhỏ nhỏ cái mỏ. Bác làm cái giọng chị người ta đó, tao nói nó quào cho con cái kia. Chay à. Bác ơi. Bởi vậy thôi kêu sao Lucky. Bởi vậy. Kêu vậy sao kêu Lucky cho nó ở nhà. Phá nó quá mà mỗi lần cái gì nhà cái là phá không chết luôn à. Hello Lucky, hello. Hello Lucky, hello nữa. Bởi vì mỗi lần nó kỳ về nhà chán lắm. Nó đi một lần hai cái tuần lễ 10 ngày mới về. Hello Lucky. Hello Lucky. Hello Lucky chán rồi. Sao Lucky sao? Lucky chán rồi. Lucky chán rồi hả? Con ngồi đó coi chừng con té ra con. Đừng có nắm đuôi Lucky. Cho quá gì vậy sợ rồi. Ừ. Bye bye mẹ. Ừ. Bye 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 bye. Đó, thấy chưa? Lucky. Lucky cho xuống. Cho xuống kìa. Té rồi. Lucky xuống té rồi. Lucky xuống té bây giờ đó. Xuống té chưa? Ừ. Nhỏ nhỏ cái mỏ. Nhỏ nhỏ thôi. Trăng. Đó. Trăng. Trăng băng. Cái kỳ này ở nhà thêm 15 phút nữa nó điên loạn. Ai chết chưa? Khoái lắc kỳ thì khoái lắm mà không biết làm sao để nhỏ nhẹ cho lắc kỳ. Cốm cùng đi. Ủa? Gì vậy? Uống cà gì vậy? Ủa cốm cà phê. Lucky ơi. Nó ngoại ơi, Lucky về rồi. Nó cho ba ơi về rồi. Nó ngoại ơi, Lucky về rồi. Ôm Lucky cái cây, ôm Lucky cái. Đúng rồi. Giỏi, nhẹ thôi. Nguyễn Dơ. Nguyễn Dơ. Ủa sao biết? Ba biết. Hả? Sao biết không Lucky cái là miệng dơ rồi. Trời ơi. Có ai làm lại bả không? Ba chị đắng. Ừ. Cái mặt thì like, còn cái giọng nói thì nói tiếng Việt. Coi gì muốn giọng dễ sợ muốn quýnh gì. Đúng. Ngủ rồi hả? Alo. Hello. Ừ. Mới hết tết đi ra kẹo. Cái gì mới hết tết đi ăn kẹo gì? Ăn kẹo mẹ. Nó. Kẹo chú. Bây giờ rủ con cố đi cà phê kìa. À, alo, kẹo chú nè. Ok. Để rồi. Như đi. Rồi, thôi trời. Không cố hả? Đi uống cà phê không cố ơi. Ok rồi. Không cố ơi. Ủa, Lucky về chú. Lucky về rồi. Lucky về rồi.
uống lắc kỳ, uống cà phê luôn. Lắc kỳ uống cà phê. Chịu nổi với ba không? Đó. Đó, bởi vì thôi sao lắc kỳ thương. Sao ngồi xếp bằng lại coi. Nó giọng. Nó kêu lắc kỳ ngồi xuống. Lắc kỳ ngồi xuống. Nó kêu lắc kỳ ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Chị thương. Nằm xuống. Trời ơi trời, mặc cái quần da beo muốn quýnh vậy sợ không? Lắc kỳ nằm xuống nè. Lắc kỳ nằm xuống nè kìa. Lắc kỳ nằm xuống nè kìa. Thôi đừng đổ đồ chơi ra nha, Lắc kỳ không có chơi đâu á. Giờ con chơi với Lắc kỳ thì con chơi nha, chứ mà con đổ là đồ chơi ra là Lắc kỳ đi đó. Rồi, xong chút nữa tự dọn vô nha. Mẹ, Lắc kỳ vô. Rồi, Lắc kỳ nhào vô chơi nè. Lắc kỳ vô nè. Chơi nè, chơi với chơi nè. Chơi chơi vậy. Đó. Chơi chán vừa. Ủa chơi, chơi mấy tuổi rồi? Chơi 2 tuổi. 2 tuổi đây. Lắc kỳ ngủ đây rồi. Thôi chơi giờ phải nói 3 tuổi rồi chứ đừng nói 2. Chơi yêu quá baby. Ô lê mơ. Đi nơ. Lắc kỳ tôi mệt lắm rồi đó. Lắc kỳ cho nghỉ. Hái lời kỳ. Lắc kỳ ngồi chơi nghỉ. Lắc kỳ ngồi chơi. Từ từ Lắc kỳ muốn đi. Kể Lắc kỳ đi. Con cứ ngồi. Kể Lắc kỳ chơi. Bài cơ bài có ba bà. Con hát bài. Chị cơ bà có ba. Chị cơ bà có ba. Có ba. Bây giờ con hát bài Baby Shark đi. Baby Shark kỳ dục. Baby Shark. Bây giờ con hát bài Baby Finger. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Baby Shark. Shark do 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 do. Nó kỳ kìa, đó. Lắc kỳ ơi, chơi. Lắc kỳ ơi, chơi với kìa, chơi với em kìa. Chơi với em mà. Chơi với em. Chơi với em mà. Rồi, chơi với em nè. Em là em mà. Ừ, em mấy tuổi em? Tuổi em 2 tuổi. 2 tuổi rồi mày. Ừ. Mày đi. Chị 2 tuổi rồi. Chị 2 tuổi. Lắc kỳ mấy tuổi? Hả? Nó nghe tiếng động là nó không về. Chị mấy tuổi ta? Nó kiếm mình già, kiếm mình già, già, già. Ai già, già à? Già. Tuổi già. Tuổi già. Tuổi già. Mẹ già già rồi. Ừ, già. Trốn, trốn, chạy đi trốn rồi. Chạy nó trốn rồi. Già nghe già đó. Trốn nghe già nè. Già đó, ông vô đà đó. Già già. Nó làm có ấm bà không? Trốn đâu? Trốn ở đâu? Con tính đi trốn ở đâu? Ngồi trốn cho mẹ hả? Trốn nó hả? Lấy cái gì che mặt lại? Lấy cái gì? Chị mày che mặt lại. Trốn, trốn. Trốn cũng Lắc kỳ, Lắc kỳ thôi trốn. Trốn. Bả làm như phim vậy. Ừ. Ủa cây đàn ra đâu chơi? Đời sinh viên có cây đàn guitar rồi. Đó ba kìa. Bye bye Lắc kỳ. Nơi tôi mẹ.